Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Nani? Nani? Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nơ Mơ Hạt. Trong video này Nơ Mơ Hạt sẽ làm về vị tướng đó là Giá Tá, một vị tướng pháp sư rất chính là mạnh ở thời điểm hiện tại. Bắt đầu game thì Nơ Mơ Hạt sẽ chat một câu đó là đố bắt mán, bắt được em. Kiểu là khiêu khích bắt mán nhẹ một xíu anh em ạ. Tại bên địch thì có bắt mán, một chiếc tướng có khả năng bắt những vị tướng pháp sư hoặc là những vị tướng xa thủ cực kỳ là tốt. Nhưng mà đầu game thì cứ tự tin như vậy anh em ạ, kể cả đó là anh em đi vị trí xa thủ hay là vị trí đi đứng giữa cũng vậy, cứ tạo cái đồ tự tin dành cho mình chứ đừng có sợ gì cả nhá, càng sợ là càng tối á. Nên là cứ bình tĩnh tự tin thôi. Đối với Giá Tá thì chắc chắn lên level 4 mới có thể khỏe được, còn ở giai đoạn đầu game thì anh em cứ bình tĩnh phám đã. Thì trong video này mình cũng sẽ trình bày cụ thể cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu xanh chó, vị trí của Giá Tá. Giá Tá thì phù hợp nhất vẫn đó là với vai trò đi đường rửa thôi, còn với các vai trò khác thì Giá Tá sẽ cực kỳ là yếu, đi rừng thì phám cũng lâu nữa. Tình huống này sẽ lại bắt đó là vị trí xa thủ tém bên địch, nhưng mà chạy khá là nhanh nên là thôi sẽ lùi lại anh em ạ. Mình cũng sẽ tốc biến để né cú choáng, cú hôn gió đến từ vị trí của Vira nữa. Tốc biến cho nó an toàn, chứ chưa lên được level 4 thì sẽ hơi khó chơi. Bây giờ có lẽ là về farm xong đám lính này thì mình sẽ lên level 4, level cần thiết để có thể phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng Giá Tá. Ok, có level 4 rồi thì mình làm gì? Mình ăn cục máu này này, mình nghĩ thì Vira của tay bên địch khi farm xong rồi đúng không? Sẽ đảo đi gánh và mình nghĩ thì sẽ gánh đường rông và mình sẽ đứng đấy để bắt này, không biết có bắt được hay không. Ôi, Vira tỉnh thế. Không được rồi Vira, có lẽ là một là núp bùi bên kia, hai đó là lên gánh đường ta thân, nên là mình sẽ quyết định xuống hàng rồng nhá. Hiện tại thì đang thấy tầm nhìn của xà thủ tém bên địch khá là thấp máu, thì tình huống này mình đang còn chiêu cuối thì mình sẽ cất cánh bắt xà thủ tém bên địch luôn này. Tầm khoảng hơn nửa cây máu thế này thì Giá Tá thoải mái anh em ạ, và bắn trù bắt luôn vị trí xà thủ tém bên địch, tiện xà thủ tém địch lên bảng điểm số. Đối với Giá Tá khi bay được thì là con chim đại bàng, còn không bay được thì biến thành chim cây cụt. Nên là vì thế, Giá Tá thì anh em phải bay được khi đó mới hiệu quả, chứ không bay được thì chất tướng này anh em chơi sẽ cực kỳ là yếu. Anh em nào mới tập chơi thì gần như chơi vị tướng này rất chỉ là dễ biến thành chim cánh cụt và bị tém bên mình gọi là chửi là chuyện bình thường. Nói chung chơi vị tướng này thì anh em cũng đòi hỏi đó là tập cho mình một xíu. Đây, ví dụ tình huống này thì mình sẽ bay đó là vị trí của Vira nhá. Rồi pha này thì sử dụng chiêu hái này, chiêu cuối này, rồi pha này thì sử dụng chiêu 1 này, kết hợp thêm đánh thương nữa. Và tiền đó là Vira của tém địch lên bảng điểm số. Khi hết gọi là chiêu cuối rồi, không còn khả năng bay nữa thì sẽ phải lùi lại thôi, bởi vì Giá Tá đã bay là chắc chắn là phải cố gắng hạ gục được tướng địch, còn không hạ gục được thì lại đó là bị tướng địch áo nhấy trở lại là chuyện bình thường. Bây giờ tém bên bàn đang ép vào bùa đỏ của team bên mình, tình huống này sẽ lại hỗ trợ này, chiếu 1 này, chiếu 2 này,
Tiền xa thủ tém đích lên bảng điểm số có chiêu cuối rồi này, pha này cất cảnh luôn này. Và chắc chắn thì Omar cũng lên bảng điểm số thôi. Về phần chiếu thức của vị tướng giá tà thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiếu thứ nhất á, thì anh em gọi là tung theo hướng chỉ định, trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương thôi. Phát đàn cuối khi đi tâm xá thì sẽ phát nổ, gây thêm sát thương. Chiêu 2 thì anh em gọi là tung giá, đó là cơn lốc, có lốc đi và lốc về, gây sát thương vào tướng địch. Và chiêu này, hai chiêu này kết hợp, ví dụ chiêu 1 và chiêu 2 chạm nhau, cái lốc của chiêu 2 và chiêu 1 đó là chạm nhau thì nó sẽ nổ sát thương nha. Rồi, tình huống này sẽ bắt, đó là vị trí bắt màn tay bên địch này. Rồi, bay luôn nha. Chạy đâu. Rồi, chiếu 1, chiếu 2 này. Và chắc chắn thì pha này bắt màn lên bảng điểm số. Bay nắm tạch thế này mà gây được sát thương thì chắc chắn là những vị tướng không có kháng phép là lên bảng điểm số luôn á. Bây giờ thì anh em thấy thì mít tém địch di chuyển xuống, đó là đường rồng gánh. Ôi, double cứu dành cho đó là vị trí của Vieira. Nhìn thấy Vieira đang trên đường di chuyển về, mình sẽ núp đây để bắt này. 2 giây, 1 giây nữa có chiêu cuối. Rồi, pha này sẽ bắt đó là Vieira luôn nhá. Kể cả đó là vào trụ thì mình cũng bắt thoải mái, bởi vì khi mà bay nắm tạch thế này rồi thì chắc chắn là Vieira sẽ lên bảng điểm số thôi. Cái lượng sát thương đó là sẽ khá là lớn. Và đặc biệt thì gọi là đơn mục tiêu thì lượng sát thương toàn là dồn vào tướng đó cả, nên là tiễn Vieira lên bảng điểm số khá là nhanh. Với chiếu cuối thì anh em sử dụng kích hoạt để bay thôi, và anh em sử dụng nút di chuyển để bay dành cho mình nhá. Đây, anh em thấy sử dụng nút di chuyển để bay thế này, càng nhiều tạch thì cái lượng sát thương thì anh em bay lên thì sẽ càng lớn thôi. Nên là vì thế ít nhất có 3 điểm thì anh em mới cất cánh được, còn tối đa thì 5 điểm. Thì đủ 5 điểm thì cái lượng sát thương của anh em đó là sẽ lớn và tối ưu nhất. Ôi, pha này phải tốc biến bỏ chạy anh em à. Rất may thì bắt mán của tém địch bắt nhưng mà không thành công, và cuối cùng thì bắt mán lại lên bảng điểm số. Chơi Zata thì nói chung là cũng khá là đơn giản. Nói về chiêu thức thì khá là đơn giản, nhưng mà địch bay và combo vị tướng này thì mình nghĩ đòi hỏi anh em phải gọi là tập cực kỳ là nhiều luôn. Các bệt Zata thì nào là Zata zig zag này, nào là Zata cả kiểu. Nhưng mà thực tế làm sao bay cho nó hiệu quả, phù hợp là được. Còn thể hiện kỹ năng thì có lẽ là anh em cũng đòi hỏi tập rất là nhiều. Còn những trường hợp này thì anh em cứ cất cánh cho mình là được á. Đấy, ví dụ như tình huống này chẳng hạn, anh em cứ bay làm sao cho hiệu quả là được. Còn zig zag các kiểu thì nó có khí lại không tối ưu cái lượng sát thương thôi. Nó đẹp mắt thực sự. Ôi, thôi xong rồi, pha này thì bị bắt màn hành rồi anh em ạ. Khi mà mình hết chiếu rồi. Nói chung bay zig zag kiểu là bay thì có thể là nó tạo ra là hiệu ứng cực kỳ là đẹp mắt, nhưng mà độ hiệu quả thì có thể là nhiều khí đó là không bằng. Cũng có thể đó là hiệu quả vẫn ok, vẫn kết liễu được mục tiêu, nhưng mà nhiều khi thì sẽ không bằng. Mình không nói đó là những người đó bay thể hiện nhá, những người đó là phải có kỹ năng cao á, người ta đều là kiểu là vừa chơi và vừa biểu diễn cho anh em xem. Còn mình thì nói chung chơi một cách đó là thực tế nhất. Mình thì chơi vị tướng này cũng chưa phải là giỏi, bởi vì không phải là chuyến về vị tướng này anh em ạ. Nên là chỉ biết đó là cách và hướng dẫn cho anh em một cách đó là cụ thể ok nhất để bay thôi. Ví dụ tình huống này chẳng hạn, không cần dịch giặc gì cả, cứ lượt lên thôi anh em ạ, là bay thôi. Nắm tạch thì bay và tiễn vị trí ra ta tém địch lên bảng điểm số. Nói chung thì cứ bay một cách đó là ok nhất như vậy là được. Có nhiều anh em học theo những người có kỹ năng thuộc dạng cực kỳ là cao rồi á. Người ta bay giật, bay lên rồi giật xuống, rồi bay lên rồi giật xuống các kiểu. Thì anh em nếu mà vừa mới chơi mà thể hiện như vậy thì rất chỉ là khó. Anh em vừa mới chơi thì cứ bay được cho mình trước đã, rồi sau đó thì gọi là các combo tiếp theo thì anh em thực hiện sau. Trước tiên anh em cứ làm sao đó là bay cho mình trước đã. Ôi, bắt màn định bắt mình, nhưng mà rất may tìm bên mình đông anh em ạ. Rồi, pha này thì anh em thấy thì mình đó là đứng phía sau xả sát thương là này, bởi vì lượng máu của mình khá là thấp. Rồi, tình huống này thì mình sẽ cất cánh luôn nhá, để né sát thương đến từ bắt màn đang lùi phía sau bắt mình mà. Rồi cuối cùng thì tiễn hai người tém địch lên bảng điểm số, nhưng mà mình thì cũng bị đó là mất, đó là điểm hạ gục anh em ạ. Xạ thủ tém mình thì vẫn đang được xả sát thương, vậy là một pha trao đổi khá là lời rồi. Cách bay gọi là đơn giản nhất đó là anh em sử dụng đó là chiêu 1, sau đó kích hoạt chiêu cuối sử dụng nút di chuyển là anh em sẽ có bay được 3 tách luôn, bay một đường thẳng luôn. Còn nếu mà bay để kết hợp với cái 5 tách thì anh em phải kết hợp giữa chiêu 1 và chiêu 2, kết hợp thêm đó là các đòn đánh thương nữa.
Bên cạnh đó, thì con bay đó là làm sao để giảm thời gian hồi chiếu của chiếu cuối xuống, đó là cực kỳ là nhanh nữa. Đấy, cách bay bơ đơn giản nhất là anh em cứ gọi là sử dụng, đó là chiêu 1 rồi sử dụng chiêu cuối, rồi sau đó sử dụng được dưới chuyển thế này là bay thôi. Đó là đơn giản nhất. Còn những kỹ năng cao hơn thường đó là anh em sử dụng chiêu 2 dành cho mình, rồi sau đó thì anh em sử dụng chiêu cuối, sử dụng nút di chuyển để bay. Đặc biệt thì anh em cứ làm sao cứ lượt trúng tướng địch thì càng tốt nhá. Sau đó thì anh em lại cứ tiếp tục sử dụng chiêu 2 và chiêu 1. Và chiêu 2, chiêu 1 của anh em nên đó là chạm nhau lốc, và cái chiêu 1 đó là chạm nhau sẽ ok nhất. Đây, tình huống này anh em thấy đi, mình vừa đó là kết hợp, đó là vừa đánh thương, vừa sử dụng chiêu 2, chiêu 1, và sau đó thì đủ 5 tay chia sẻ đó là cất cánh lết và tiện hai người tem địch lên bảng điểm số. Thì đó là cách chơi, gọi là cách bay cơ bản nhất của vị tướng, gọi là giá tác này. Cơ bản thì không phải, cho hơi nâng cao một xíu, nhưng anh em nên nhớ rằng khi cảm giác đó là lượng máu của mình khá là thấp rồi thì anh em đủ tách rồi, thì anh em cất cánh dành cho mình, tránh trường hợp là anh em cứ cố gắng tích được đó là thêm điểm mà cuối cùng thì anh em bị lên bảng điểm số. Qua đó thì tưởng là thành đó là chiếm đại bang, hái dê đó là thành chiếm canh cụt, nên đó là lý do vì sao đó là anh em phải luôn luôn đó là cất cánh được. Thứ nhất, cất cánh được thì vừa gây được ra thương này. Thứ hai nữa, đối phương không thể chọn làm mục tiêu, nên là vì thế thì né được rồi đó thương của tem bên địch. Rồi, tình huống này thì một pha đìa dám đẹp. Pha này thì mình còn nửa cái máu đúng không? Rồi, pha này bay luôn này. Một tách, hai tách, ba tách, bốn tách. Rồi, pha này thì ăn được đó là ba người, một pha gọi là bay quá là nhiều sát thương luôn anh em ạ. Và cuối cùng thì triple kill dành cho mình. Tiếp nhà không được cái quá đá kill, nhưng mà không vấn đề gì cả. Nhảy đen để từ vị trí ba đúng tay bên mình, pha đỏ thì ba đúng tay mình cũng hay nữa. Tem bên mình thì mất đó là vị trí xa thủ rồi, nên là việc lấy tu và win thì có lẽ là trước, bởi vì tem bên địch thì cũng đó là xuất hiện đó là vị trí của ghi đu. Bên cạnh đó thì tem bên địch đó là cũng còn vài giấy nửa rác. Tốc độ lấy tru của ba người này thì chắc chắn là rất chi là khó để có thể kết liễu được đó là trận đấu, nên là tình huống này thì sẽ phải lùi lại nhá. Ôi, bắt mán đó bắt mình, thôi xong rồi. Pha này liệu có chơi được hay không? Thôi xong rồi, pha này trật rồi anh em ạ. Thấp máu quá đột á, và pha đó thì mình là biến thành đó là con chim cánh cụt. Và anh em thấy thì giữa anh hùng và tồi đô thì nó như vậy thôi. Giữa đó là biến thành chim đại bàng và chim cánh cụt thì rất chi là mong manh. Bay được thì anh em có thể đó là kết liễu vị trí của Batman tem Indic, bởi vì Batman không thể đó là xả được sát thương khi anh em cất cánh thiến rực. Còn anh em thấy thì phá đó mình hụt một phát biến thành con chim canh cụt, và cuối cùng thì Batman tiến mình lên bảng điểm số thôi. Về phần trang bị dành cho đó là vị trí của giá ta thì sẽ lên như sau. Đầu tiên sẽ lên đôi giày kiến cương để kháng hiệu khống chế. Tiếp đến thì mặt nạ đó là bé rít đồ sát thương. Món đồ thứ ba sẽ lên đó là cái sách túi hôn để giảm khả năng hồi phục của tay bên địch. Món đồ thứ tư thì sẽ lên cho đó là gia ta một cái băng nhận. Cái này thì gần như các vị tướng pháp sư khá là ít lên, nhưng mà đối với gia ta thì lên lại rất chỉ là hợp. Thứ nhất đó là có đó là công phép, thứ hai đó là có giảm đó là hồi chiếu, và đặc biệt thì có đó là thêm máu nữa giúp gia ta sẽ trấu bo hơn. Và món đồ này thì có khả năng xuyên giáp nữa nhá. Ok, pha này thì ăn được một màng rồi này. Rồi, tình huống này sẽ cất cánh luôn này. Chạy đâu, hai màng này. Rồi, bắt luôn này, chạy đâu. Tốc biển chơi luôn vị trí xa thủ tem bên đích. Rồi, chắc chắn thì pha này xa thủ tem đích lên bảng điểm số. Ôi, nhưng mà mình cũng lên bảng điểm số luôn rồi. Thế anh em nhận thấy rằng thì đó là với cái băng nhận thì anh em có thể thay băng. Đó là một món đồ xuyên giáp, ví dụ như cái xuyên tâm lành chẳng hạn á. Thì anh em lên cho mình đó là cái băng nhận. Món đồ tiếp theo, món đồ đó là thứ năm thì sẽ lên đó là quên trường để có khả năng gọi là hụt máu phép, và cuối cùng đó là quả cầu băng xước để đảm bảo đó là an toàn. Đó là biểu đồ sử dụng danh chó, đó là vị trí của giá tá thời điểm hiện tại. Còn về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu thánh thuận. Khi giá tá gọi là thấp máu thì sẽ bút thêm được đó là một lớp giáp nữa, giúp đó là giá tá đó tránh bị đó là bên địch đó là sốc đám. Bởi vì nhiều khi chỉ cần đó là một xíu máu và một xíu giáp thôi là giá tá có thể làm nên chuyện giữa đó là việc cất cánh được hay là không cất cánh được. Ở giai đoạn đó là cuối game thì giá tá sẽ không còn đó là quá mạnh mẽ khi mà tem bên địch có những đó là món đồ kháng phép. Ví dụ như tem bên địch ô má có những món đồ kháng phép như huân chương trói chẳng hạn thì sẽ khó khăn hơn.
Bên cạnh đó thì tem Endic có những đồ bảo hộ, ví dụ như đó là quả cầu băng sướng, liềm đoạt mệnh, giáp hộ mệnh. Thì giá ta gọi là một combo không thể kết liễu được mục tiêu, nên là cuối game thì giá ta không phải là quá mạnh mẽ, nhưng vẫn là chất tướng, chơi được, chơi tốt nếu mà anh em gọi là cất cánh một cách hợp lý. Tình huống này thì HP tem mình bật là cái mắt soi map, nên là bắt mán không dám lao vào anh em ạ. Ok, bắt mán của tem mình đích đây rồi. Rồi, mình chuẩn bị rồi là có chiêu cuối, thì pha này thì có chiêu cuối là mình sẽ cất cánh bắt luôn tem mình đích nhá. Ôi, Vira hôn gió vào mình này, hay quá. FP ơi, rồi tiền Vira lên bảng điểm số, tiền bắt mán lên bảng điểm số và double cứu đó là dành cho mình. Mấy bảng ngọc dành cho gia ta thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ đó là cống phép và xuyên giáp phép, ngọc tím tốc đánh tốc chạy, và ngọc xanh tốc đánh và xuyên giáp phép. Và trận đấu thì chắc chắn sẽ kết thúc ở đấy rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.